Rồi em xin mến chào quý anh chị nha Lại là em đây thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho quý anh chị Đó, Một căn nhà nha Nằm à, mặt tiền đường bê tông Ô tô vô thoải mái nha quý anh chị Thông ha à, Đây quý anh chị ha Thì à, căn nhà của mình là Diện tích là Ngang là Gần 10m nha quý anh chị Đây ha à, Gần 10m nha 9 nha 8 nha sâu vô là 27 m nha quý anh chị trong đó là có 60 mét thổ cư có nguyên một căn hai căn nhà rồi đó, nằm trung tâm thị trấn đất đỏ luôn quý anh chị ha đó, vị trí của mình là trung tâm kết nối chợ trường học ủy ban đi khoảng độ tầm chưa đến một km nha quý anh chị đó, nhà mình đây ha hiện tại là nhà đang ở nha quý anh chị đó, hiện tại là nhà đang đang ở ha đó, thì cái nhà của mình là hướng tây bắc nha quý anh chị Đã, hướng bắc ha bắc cho mà ta bắc hướng bắc nha quý anh chị ha Đã. thì à, khu dân cư đông đúc luôn khu mình là điện nước đầy đủ nha quý anh chị ha điện nước đầy đủ Đã. hòn xóm là kính kính kính, kính bí chết nha quý anh chị Đã. khu dân cư đông đúc ha Đã. rồi em sẽ quay cho anh chị là từ đây đi ra đường nhựa cho quý anh chị xem ha cách cái đường nhựa khoảng độ tầm trăm mét thôi nha quý anh chị đó Đây, anh chị thấy không? Nhà sang sát hết luôn ha. Đó, trước mặt mình là đường nhựa rồi nha quý anh chị. Đây, đường này là đường Lê Thành Di này. Đó, quẹo trái ra đây là đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa ha. đi ra công chào đỏ còn hướng này là đi ra quốc lộ 5 luôn anh chị ha. À, nhà cửa biệt thự, nhà vườn sang sát hết cho quý anh chị. Được cái là khu vực nhà mình là không có mồ mã gì quý anh chị ha. à Hả? nay lúc trước là chủ mua vào cái này là hơn 2 tỷ nha quý anh chị nay cần tiền bán chỉ có một tỷ rưỡi thôi thì anh chị nào mà thích đầu tư xin lời trên cái mảnh này thì liên hệ cho em ha cái nhà này thì liên hệ cho em ha Hả? tập quá quán xá các thứ đầy đủ nha quý anh chị Đó. ở đây là được cái là khu dân cư đông đúc mà gần chợ trường học ủy ban quý anh chị ha Hả? Gió gió mát mẻ lắm nha quý anh chị Ở đây mình là cũng cách cái cánh đồng ăn nhất Nó khoảng độ tầm 300m thôi Nên là cực kỳ mát mẻ quý anh chị ha Hả? 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 Gặp đường nhựa này anh chị quẹo trái là đi ra tỉnh lộ 52 ha Còn quẹo phải là anh chị ra quốc lộ 55 Hả? Thì đi khoảng độ tầm trăm mét là tới quốc lộ 55 rồi nha quý anh chị Hả? Đây Hả? Thì từ quốc lộ 5 năm nay anh chị ra tới đây là anh chị quẹo trái đi về à, Bà Tô xuyên mập khổ trà một cốc về à, La Ghi Bình Thuận quý anh chị ha à, Cách cái vòng xoay đất đỏ là khoảng độ tầm à, 300m cho quý anh chị à, Còn hướng này là anh chị về à, trung tâm thành phố Bà Rịa Thị trấn Long Điền về quốc lộ 51 quý anh chị ha à, Để em quay à, sơ cái sổ cho quý anh chị xem ha Cái vị trí à, Đây là cái uh, sổ, sơ đồ vị trí nha. Thì tổng diện tích là 288,1 mét vuông sử dụng riêng đất ở là 60 còn lại các hàng năm khác nha quý anh chị lên thuộc cư thoải mái nha à, đây là vị trí của mình nha quý anh chị thì ra đây có độ tầm à, chưa tới trăm mét ra tới đường Lê Thành Duy ha đó à, thì đường Lê Thành Duy này kết nối từ à, quốc lộ Âm Lam à, sang đường Nam Kỳ Khơi Nghĩa quý anh chị ha à đường là đường mình là đường bê tông nhưng mà đường thông hết nha quý anh chị. này cách cái cái tượng đài vội sáu vòng xe vội sáu khoảng độ tầm cây rưỡi số ha. rồi từ đất của mình anh chị đi về Long Điền tại thị trấn Long Điền là khoảng độ tầm 3 km nha quý anh chị. về biển Phước Khải đi khoảng độ tầm 10 km ha. rồi cách thành phố Bà Rịa đi khoảng độ cũng tầm 10 km nha quý anh chị rồi à, cách à, Hồ Tràm khoảng độ tầm 25 đến 30 km quý anh chị nha đó. cách thành phố Vũng Tàu khoảng độ tầm 25 km nha quý anh chị rồi anh chị nào mà thích cái căn nhà này thì liên hệ cho em nha đó. giá cực kỳ rẻ luôn giá chỉ có một tỷ rưỡi thôi nha quý anh chị đó, còn quất nhẹ nha rồi.